cho các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 200 đồng token Coinbase Network nha. Thì đầu tiên các bạn một số thông tin về đồng token này, số tổng khối phát hành là 1 tỷ, đã có 145 tập khoản holder và phát sinh 331 lượt giao dịch nhé. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái 2 bước dẫn trên website thì bước 1 các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract này lên nhanh ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví Datamask của ví chứa của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu CBS xuất phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nhé. Rồi sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Tìm tới bước 2 nhấp vào cái link của bạn đây. Để nhận token nhé. Chương trình airdrop đã kết thúc vào 114 ngày nữa. Các bạn mua thì các bạn bỏ ra min thấp nhất là 0.05 BDB mua đồng token này để hold nhé. Các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này claim airdrop. Phí gas là 0.000425 BDB các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200 đồng token CBS. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.